Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hay là coi video của An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì luôn luôn ủng hộ An và lựa chọn những cái video của An giữa rất là nhiều những cái video ngoài kia. Đừng quên cho An xin những cái nút chuông màu đỏ nha, để mỗi khi mà An up những cái video về thuế, về đầu tư, mua bán stock thì các bạn, các anh chị, các cô chú lúc nào mình cũng sẽ là những cái người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì An đã làm một vài những cái video để chia sẻ về cái lợi ích của Living Trust, cũng như là giải thích một vài điều về sự khác biệt giữa Will và Trust. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều những cái anh chị, những cái cô chú mình còn có những cái câu hỏi về Living Trust, cũng như là sự khác biệt giữa Will và Trust là như thế nào. Thành ra trong cái video ngày hôm nay, An tiếp tục chia sẻ phần tiếp theo của việc mà sự khác biệt giữa Will và Trust, cũng như là làm sao để mà làm một cái Living Trust giá cả như thế nào. Những cái câu hỏi An nhận được khá là nhiều trong cái thời gian gần đây. Thì để mà bắt đầu video đó thì An chia sẻ lại một lần nữa nha, là bản thân An không phải là luật sư. An sẽ không có chuyên môn giống như những cái người luật sư để mà trả lời từng cái trường hợp cụ thể cho các bạn, các anh chị, các cô chú. Thành ra đó, nếu như mà mình có những cái trường hợp cụ thể của bản thân của mình gọi những cái người luật sư của mình để mà tìm ra cái câu trả lời trong cái trường hợp cụ thể của mình. Rồi thứ hai nữa là An không có làm về Living Trust. Các bạn, các anh chị, các cô chú mình cần tìm những cái người luật sư làm về Living Trust thì mình có thể tìm trong khu vực của mình, hoặc là nghe hỏi dòng dòng người thân bạn bè coi ai đã làm rồi thì cho mình cái lời khuyên. Và cái thứ ba nữa là làm một cái Living Trust giá cả như thế nào thì tùy thuộc vô cái loại trust mà các bạn, các anh chị, các cô chú chọn, cũng như là tùy thuộc vô những cái tài sản mà mình bỏ vô trong cái Living Trust thì giá cả sẽ khác nhau, và cũng như là tùy thuộc vô mỗi một cái người luật sư, người ta sẽ có những cái mức giá khác nhau. Thành ra là cái giá bao nhiêu như thế nào thì các bạn phải hỏi cái người luật sư mà các bạn, các anh chị, các cô chú muốn làm, thì người ta sẽ biết được cái trường hợp cụ thể của các bạn, các anh chị, các cô chú để mà cho ra một cái giá chính xác nhất. Ví dụ như đơn giản thôi, ví dụ như cùng làm một ví dụ như cùng làm trong tiệm nail đi, em ví dụ cho như vậy cho dễ hiểu. Nhưng mà tiệm nail A, tiệm nail B, tiệm nail C, mỗi một tiệm sẽ có cái mức giá khác nhau. Rồi mỗi một cái người đi vô trong tiệm đó, người ta muốn làm cái gì, người ta muốn làm tay chân nước, người ta muốn sơn móng, người ta muốn ABCDXYZ gì đó, thì mỗi cái trường hợp nó sẽ khác nhau. Không thể nào các bạn, các anh chị, các cô chú mình chỉ hỏi chung chung là ồ bây giờ tôi muốn đi làm nail giá bao nhiêu tiền đó, thì rất là khó để mà trả lời. Thành ra giúp giùm An những cái câu hỏi về giá cả và tìm được cái luật sư thì giúp An là mình tìm hoặc là mình Google những cái người luật sư, hoặc là hỏi thăm bạn bè, những cái người xung quanh mình để mà tìm ra được cái người luật sư làm cho cái Living Trust của mình nha. Và cái câu hỏi cuối cùng mà An nhận được khá là nhiều á là Will là gì, Living Trust là gì, đã làm Will rồi thì có cần làm Living Trust hay không. Thì Living Trust với lại Will á là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái Will á, nó dịch ra tiếng Việt á là di chúc. Theo An được biết á, trong tiếng Việt nó chưa có một cái từ nào để mà dịch ra cái từ Living Trust. Living Trust nói là di chúc thì cũng không phải là di chúc. Dịch nôm ra á, nó là một cái quỹ ủy thác, chứ nó không phải là một cái di chúc. Di chúc á, nó chỉ là một cái tờ giấy. Ví dụ như các bạn, các anh chị, các cô chú mình có một cái tờ giấy như vậy thì mình viết xuống là ồ tài sản tên tôi là dạ vậy đó, tài sản của tôi sẽ chia cho người A, người B, người C, rồi đi thị thực chữ ký. Thì cái đó là một cái di chúc, còn gọi là Will. Living Trust á, nó là một cái, dịch ra tiếng Việt là một cái quỹ ủy thác. Và cái Living Trust á, trong đó mình sẽ có rất là nhiều những cái ở trong đó, chứ không có đơn giản là chia tài sản của mình như thế nào. Ví dụ như trên một cái will các bạn chỉ viết rất là đơn giản là ồ khi mà tôi qua đời rồi tôi sẽ chia cái căn nhà này thành hai phần, người A được, người con A được 50%, người con B được 50%. Nhưng mà ví dụ như là người con A người ta muốn bán cái căn nhà đi, người B không chịu bán thì như thế nào, người B có được mua lại hay không, hay là tự nhiên người A qua đời thì cái phần
phần của người A sẽ đi xuống vợ, đi xuống con, hay là cái phần của người A sẽ được đưa qua cho người B, thì những cái đó những cái đó thì cái will nó không có, mà mình chỉ có thể làm được những cái điều đó khi mà mình làm một cái living trust, còn gọi là quỹ ủy thác. Bên cạnh đó nữa đó, thì cái living trust á, nó có tác dụng khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú khi mà mình còn sống, cái living trust của mình vẫn có tác dụng. Trong khi đó cái will á, thì nó chỉ có giá trị khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình qua đời mà thôi. Ví dụ như là các bạn mà mình bị, ví dụ như mình bị hôn mê, mình sống đời sống thực vật vân vân, thì cái will nó không có giá trị ở thời điểm hiện tại, không có thời điểm hiện tại đó. Nhưng mà cái living trust thì nó sẽ có giá trị. Thứ nhất là khi mà mình bị sống đời sống thực vật đó, ai sẽ là người giúp mình đưa ra những cái quyết định, ví dụ như là có rút ống hay là không rút ống, hay là tiền mình để trong ngân hàng, nếu như mà không có không có bản thân của mình ký tên, những cái người thân, những cái người gia đình, con cái của mình cũng không được phép đi vô trong cái tài khoản ngân hàng của mình để rút tiền ra, để trả nợ xe cho mình, để mà trả tiền ngân hàng vân vân. Thì cái living trust á, trong cái quỹ ủy thác đó, các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể viết xuống tất cả những cái ước nguyện của mình, và mình có thể dùng cái living trust khi mà mình cùng sống. Ví dụ như là mình không tự làm được những cái quyết định cho bản thân của mình, thì ai sẽ là người đứng ra giúp mình đưa ra những cái quyết định đó? Các bạn, các anh chị, các cô chú có thể viết vô trong cái living trust của mình, để mà khi mà tới thời điểm mà mình không có đưa ra được những cái quyết định đó, thì ví dụ mình ủy quyền cho chồng, hay là ủy quyền cho một cái người con giúp mình đưa ra những cái quyết định. Thứ nhất là về financial, tức là về tài chính, có thể đi vô trong ngân hàng giúp mình lấy cái tiền nó ra, trả nợ vân vân, hoặc là đưa ra giúp dùm mình những cái quyết định về cái sức khỏe của mình. Ví dụ giống như An nói đó, có những người, người ta nằm ở đó bị đời sống thực vật mấy chục năm rồi đó, mà ví dụ như là người vợ, người chồng muốn rút ống ra để cho cái người đó đi thanh thản vân vân, mà không có cái living trust thì không có được quyền rút ống, thì người ta cứ nằm ở đó tới khi nào người ta qua đời thì thôi đó. Thì thành ra những cái ước nguyện của mình đều có thể viết vô trong cái living trust, là một cái quỹ ủy thác. Còn cái will thì nó chỉ là một tờ giấy, và nó chỉ có xài được khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú qua đời mà thôi. Cái đó là điểm khác biệt đầu tiên. Điểm khác biệt thứ hai nữa mà An nhấn mạnh rất là nhiều lần rồi, tức là khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình chỉ có cái will thôi đó, thì sau khi mà mình qua đời, con cái của mình vẫn phải đi ra tòa thừa kế để mà nhận lại được những cái tài sản. Chỉ là ví dụ như hai người con, người ta không có được tranh chấp với nhau thôi. Ví dụ như là trong cái will các bạn viết là cho cái người con lớn 70%, rồi cái người con thứ hai, người ta đã học hành thành tài rồi, bây giờ làm dược sĩ rồi, thì không có cần phải cho nó nhiều, cho nó 30% thôi. Thì khi mà mình có cái will như vậy á, thì khi mà mang ra tòa thừa kế, thì tòa thừa kế người ta sẽ dựa trên cái will đó, người ta chia theo cái ước nguyện của các bạn, các anh chị, các cô chú, là cái người con lớn được 70%, cái người con thứ hai được 30%, nhưng mà vẫn phải cần ra tòa thừa kế để mà nhận cái tài sản này. Và tòa thừa kế để mà trả tiền luật sư, trả tiền tòa thì tốn đâu đó cỡ khoảng 5% tổng tài sản mà các bạn, các anh chị, các cô chú để lại. Trong khi đó, khi mà mình làm cái living trust á, thì cái living trust nó sẽ giúp con cái của mình không có bị đi ra tòa thừa kế để mà nhận cái tài sản này lại. Và trong cái living trust, các bạn có thể viết tất cả những cái ước nguyện của mình vô. Ví dụ như là khi mà người A qua đời, lỡ không may người A qua đời, thì cái phần của người A có thể chuyển qua cho người B. Rồi nếu như mà phần của người A mà người A có con, thì nó sẽ đi xuống con của người A, chứ nó không đi qua người B, vân vân. Đó là tất cả những cái mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình viết tất cả những cái ước nguyện của bản thân của mình vô trong cái living trust, để mà khi mà mình không còn ở đây nữa, người nhà của mình có thể dựa theo những cái đó để mà phân chia tài sản. Và cái quan trọng nhất là con cái của mình không có bị ra tòa thừa kế để mà phải nhận cái tài sản này.
Đó là cái sự khác biệt nhiều nhất. Và một lần nữa An nhắc lại nha, nếu như mà cần tham khảo về will, cần tham khảo về trust, làm ơn giúp dùm An tìm những cái người luật sư chuyên về cái lĩnh vực này để mà giúp các bạn, các anh chị, các cô chú hiểu rõ hơn nữa trong cái trường hợp của mình có nên cần làm will hay là cần làm trust, và nếu là cần làm living trust thì mình làm cái loại trust nào, làm như thế nào đó. Những cái người luật sư người ta nắm vững cái chuyên môn này hơn là An, và người ta sẽ cho các bạn, các anh chị, các cô chú biết. Và đừng gọi An để mà hỏi coi là An có biết cái người luật sư nào làm hay không. Rất là nhiều luật sư làm, mỗi một cái khu vực, mỗi một cái tiểu bang nó sẽ có những cái người luật sư khác nhau. Thành ra các bạn, các anh chị, các cô chú, mình search cái khu vực của mình để mà tìm ra được một cái người luật sư mà phù hợp nhất với lại cái điều kiện của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, một cái mà An muốn nhắc rất là nhiều là An không làm về Living Trust. Thành ra đừng hỏi An để mà tham khảo về Living Trust, hoặc là những cái câu hỏi mà rất là cụ thể về Living Trust thì thành ra An không biết. Mỗi một người người ta sẽ có những cái lĩnh vực khác nhau, người ta có những cái chuyên môn khác nhau. Và khi mà An muốn làm cái Living Trust, em muốn làm cái will, An muốn chia sẻ thông tin này với các bạn, các anh chị, các cô chú, vì An thấy là rất là ít người Việt Nam của mình hiểu rõ và biết về cái will và biết về cái Living Trust để mà làm đó. Thành ra em muốn chia sẻ cái thông tin này, nhưng mà một lần nữa em nhắc lại, mỗi một trường hợp cụ thể sẽ khác nhau. Thành ra các bạn, các anh chị, các cô chú tham khảo với cái người luật sư của mình để mà tìm ra một cái giải pháp mà nó tốt nhất cho bản thân của mình. Còn nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú yêu thương An, coi những cái video của An mà thấy thích á, nhớ cho An một like, share, subscribe nha. Và mỗi khi mà mình cần tìm những cái dịch vụ, ví dụ như là khai thuế nè, hoặc là ví dụ như là có những cái số tiền để trong ngân hàng mà bây giờ tiền lời không nhiều, muốn đi những cái chương trình khác để mà cho tiền lời nó cao hơn ngân hàng một chút xíu, hay là những cái chương trình bảo hiểm để mà thứ nhất là có con nhỏ, tiết kiệm tiền cho con đi học đại học, hay là những cái chương trình bảo hiểm phòng ngừa sự rủi ro những ngày trời nắng, những ngày trời mưa, mình có một cái bảo hiểm để lỡ mình không còn ở đây nữa, người nhà, người vợ của mình cũng có một cái số tiền để trang trải chi phí đó, thì cứ gọi cho An 408-661-7689 nha. Bye bye bye.